bí mật trong động Lăng Vân lại chính là long mạch liên quan đến vận số Thần Châu. Nhiếp Phong sau khi đoạt lấy long mạch không rõ tung tích, còn Bộ Kinh Vân bám theo Thiên Hoàng đến Lạc Dương. Vừa chạm mặt Thiên Hoàng, Bộ Kinh Vân liền thi triển bá quyết. Bộ Kinh Vân quyết phải đấu một trận sinh tử với ông ta. Trong phút chốc hai bên đã sử ra không dưới trăm chiêu. Hoàn mỹ thực ra là cảnh giới mà Thiên Hoàng luôn theo đuổi. Vinh quang, quyền lực, trí dũng khiến Thiên Hoàng trở thành hoàn mỹ. Mà Đêm Đông Doanh hợp lại với Thần Châu càng được ông ta xem là hoàn mỹ nhất. Ông ta tuyệt đối không để cho kế hoạch hoàn mỹ của mình gặp phải trở ngại nào, cho đến khi ông ta gặp Nhiếp Phong và hiện giờ là Bộ Kinh Vân. Nhưng chuyện đã tới nước này chỉ còn cách sát. Chấn lực do hai người thi triển tuyệt học khiến tòa tháp 9 tầng không chịu nổi phải sụp đổ xuống. Không phải, điều đó là không thể, vậy là vì sao? Hiện nay thế gian không ai đủ sức đấu với chấm trăm chiêu. Võ nghệ của ngươi trong một thời gian ngắn đã tiến triển vượt bậc, quả là nằm ngoài dự đoán của chấm. Ngươi đã đủ tư cách tiếp chiêu mạnh nhất của chấm, chiêu hoàn mỹ nhất. Chiêu hoàn mỹ mà chấm sắp sử ra tòa tháp này là chướng cảnh không đáng giữ lại. Ồ, thì ra trong 20 chiêu cuối giao đấu với mình, lão thất phu đã ngầm sử kình làm đổ nát giường cột tòa tháp, nội lực thật là thâm hậu. Không chỉ vậy, cỏ xung quanh cũng bị dẹp bằng. Bộ Kinh Vân, chiêu hoàn mỹ của chấm là tu vị tối cao trong võ thuật. Cũng là một thành tựu nghệ thuật siêu phàm, hôm nay ngươi được chết dưới chiêu này quả là sống không uổng kiếp này. Hoàng đường, trên đời này làm gì có sự hoàn mỹ, đừng đưa ra thủ đoạn đó với ta nữa. Được, tiểu tử, để khi ta lấy máu ngươi tế chiêu này của ta, ngươi sẽ biết được định nghĩa thật sự của sự hoàn mỹ. Thiên Hoàng nói rồi tung người qua chỗ cánh rừng trúc. Ông ta tổ ra một phần công lực, nơi chảo kình đi qua trúc trong rừng lập tức bị gãy đứt đoạn. Trúc chưa ngã xuống thì kình lực của Thiên Hoàng lại xoay chuyển. Chân khí kéo thân trúc bắn lên như tên. Vô số ngọn trúc sắc bén đâm xuống đầu Bộ Kinh Vân, chỉ với thủ pháp này đã cho thấy sức mạnh kinh người của Thiên Hoàng. Thân trúc lao tới trước mặt Bộ Kinh Vân ảo ảo như mưa. Không thể chềnh mảng, Bộ Kinh Vân vận chân khí lên tới đỉnh điểm, tức thì vân khí tỏa ra bảo vệ toàn thân. Nhưng những lá trúc sắc như lưỡi kim vẫn xuyên qua vân khí mà xuống, may mà kình lực đã bị tiêu giảm nên sức sát thương không cao. Đồng thời gian Bộ Kinh Vân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tất cả thân trúc đan xen chồng chất lên nhau, còn bầu trời thì như tối sầm lại, chỉ còn vài tia nắng xuyên qua kẽ hở. Còn Thiên Hoàng lúc này đang đứng vững trên thân trúc. Thân hình Thiên Hoàng di chuyển phát động tấn công. Hàng ngàn thân trúc cùng xoáy gấp theo thân thể của Thiên Hoàng. Thấy những thân trúc phóng đến trước mặt Bộ Kinh Vân định lui người để thoát khỏi thế công, nhưng trúc bay đến không những nhanh mà còn dày đặc. Trong nháy mắt đã vây chặt lấy Bộ Kinh Vân, ngay cả một kẽ hở lấy đường lui cũng không còn. Bộ Kinh Vân lúc này như con kiến leo phải cành cụt, dù lui về đâu cũng bị chặn phá. Đây mới chỉ là phong tỏa quyết trong chiêu hoàn mỹ của ta, tiếp theo đây sẽ là đám quyết. Đám quyết vừa xuất ra, các thân trúc như nối liền với tay của Thiên Hoàng, chúng liên tục quét qua quét lại trên mặt đất. Cảnh tượng mà Thiên Hoàng sử trúc trong thế trận này kỳ vĩ hoa mỹ, thật không thể nghĩ bàn. Bộ Kinh Vân, đó mới chỉ là bước dọn dẹp hiện trường, bây giờ kình chiêu thật sự mới bắt đầu phát, ngươi cố mà cẩn thận đó. Đang lúc nói thế trúc lại biến đổi, Bộ Kinh Vân trước giờ luôn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không khỏi suy tính. Chiêu hoàn mỹ nhất, rốt cuộc cái gì là hoàn mỹ, định nghĩa hoàn mỹ đối với Thiên Hoàng là như thế nào? Không có thời gian suy nghĩ nữa rồi, vì trúc của Thiên Hoàng đã ập đến. Hê, chỉ mấy thân trúc này làm sao đỡ nổi tuyệt thế hảo kiếm? Không sai, trúc làm sao chịu nổi tuyệt thế hảo kiếm, nhưng trúc vừa chạm vào kiếm thì tức thì phát nổ. Vô số mảnh trúc vụn lao vào người Bộ Kinh Vân như tên bắn, chúng đâm vào người khiến rách da rách thịt. Mỗi cây trúc đều mang theo nội tình của Thiên Hoàng, không nên đỡ liều. Nghĩ rồi Bộ Kinh Vân dùng bộ pháp né tránh, nhưng trúc thế tới như mưa nên Bộ Kinh Vân liền dùng cách khác. Được, không đỡ thì ta chẻ nó vậy. Bộ Kinh Vân liền vung kiếm chém vào thân trúc, nhưng không ngờ hậu quả còn thảm hơn, thân trúc dù bị chẻ làm hai nhưng lại đâm vào người. Đâm vào rồi lại phát nổ khiến da thịt rách toạc. Bộ Kinh Vân bèn dùng vân tung mị ảnh để tránh né. Lùi được mấy bước thì phát hiện thân trúc giờ đã cố định cắm xuống đất, bản thân thì đã bị trúc trận bao vây trùng trùng. Chỉ thấy trúc được bố trí có mật có thưa, tựa như thầm chứa ảo diệu của ngũ hành. Thì ra trong lúc hành chiêu Thiên Hoàng đã xếp thành hình cánh hoa. Sự tán tụng của Thiên Hoàng đối với chiêu này chẳng phải khoa trương. Hê hê, chiêu hoàn mỹ mới sử ra có một nửa mà ngươi đã không còn sức chống trả. Bộ Kinh Vân, ngươi đừng làm chấm thất vọng chứ. Nói rồi Thiên Hoàng lấy ra một cây kéo, thân hình đồng thời phóng lên cao.
thân trúc cắm dưới đất cũng bị dẫn động nhất loạt phóng lên cao. Nửa sau của chiêu hoàn mỹ đã được thiên hoàng thi triển. Trong trận pháp của lão có sự biến hóa của ngũ hành, nhảy ra ngoài có lẽ sẽ tìm được hướng giải quyết. Muốn chạy ư, đâu có dễ vậy. Nói rồi thiên hoàng dùng kéo cắt nát thân trúc ra làm nhiều đoạn. Vô số trúc nhọn lao xuống chặn đường tiến của bộ kinh vân. Trúc bị cắt ngắn nhưng uy lực tăng lên mấy lần, mỗi cây cắm xuống đều như muốn làm đất rung núi lở. Những đoạn trúc ngắn dưới sự điều khiển của thiên hoàng liên tục cắm xuống đất từ nhiều hướng, chúng tạo nên những cánh hoa bức ép bộ kinh vân thoái lui. Thiên hoàng liên tục múa kéo lượng trúc lao xuống càng lúc càng nhiều, bộ kinh vân đã không còn đường lui nên liên tục bị trúc đánh trúng. Lúc này thiên hoàng thổ mạnh kinh lực vào một thân trúc nhắm vào tay cầm kiếm của bộ kinh vân. Chấn lực khiến kiếm văng khỏi tay anh ta, những thân trúc tiếp sau tác động khiến kiếm văng đi thật xa. Đang lúc tuyệt thế hảo kiếm rơi ra khỏi trận, động tác của thiên hoàng nhanh đến vô hình, tựa như hóa thành một chảo khổng lồ ào ào đâm xuống đầu bộ kinh vân. A, à, số trúc dày không lọt ánh sáng, chiêu này xem ra còn nghiêm mật hơn cả hỏa lân nhật thực của đoạn soái vài lần, cả một tia sáng cũng không lọt. Nhưng trên thế gian tuyệt không có sự hoàn mỹ, không có chiêu thức nào không có nhược điểm. Chỉ cần tìm ra sự hoàn mỹ theo suy nghĩ của lão thì chiêu này ắt bị phá. Tình thế dù đang nguy hiểm nhưng bộ kinh vân lại càng tỏ ra bình tĩnh. Đây có lẽ là điểm mạnh nhất của bộ kinh vân so với các cao thủ khác. Lúc này thế trúc đã dồn bộ kinh vân vào giữa thế trận. Cây kéo trong tay thiên hoàng thoăn thoắt vẫn múa cắt các thân trúc ra làm nhiều đoạn. Bình tĩnh quan sát thiên hoàng bộ kinh vân chợt nhìn thấy hoàng hiệu trên vai áo của ông ta. Đó là một bông hoa anh đào tượng trưng cho đất Đông Doanh. Huệ. Định nghĩa hoàn mỹ không lẽ là nó. Lúc hành chiêu thiên hoàng đã bày ra huy hiệu hoàng tộc trước âm sau dương rồi dồn bước đối thủ đến chỗ không có đường thối lui. Sau cùng sẽ dùng thân trúc băm vằm đối thủ ra thành tương, lấy máu của địch tô màu nhụy hoa để ca tụng huy hiệu hoàng tộc. Đây chính là định nghĩa hoàn mỹ theo suy nghĩ của thiên hoàng, nó chính là sự quang vinh vô thượng trên tinh thần. Lúc này mọi thân trúc đều tập trung vào bộ kinh vân, anh ta vội lột bỏ áo choàng. Kình lực xoắn lại thành kiếm hung mãnh đón số trúc đang lao tới. Nhưng thiên hoàng sử kéo như thần áo choàng tức thì bị cắt nát vụn. Hê hê, bộ kinh vân, người được chết dưới chiêu này xem ra chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Bộ kinh vân không nói gì, ánh mắt anh ta không chớp nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng bị cắt nát. Một tiếng nổ long trời phát ra trong trận địa của thiên hoàng, chiêu hoàn mỹ của ông ta cuối cùng đã hoàn thành. Sau tiếng nổ thân trúc và mặt đất vương vãi đầy máu. Máu này không chỉ là máu của bộ kinh vân mà còn có máu của thiên hoàng, bởi vì bộ kinh vân đã thấy được chỗ hở của chiêu này, kết cục thiên hoàng đã trúng phải một chiêu. Tuy vậy bộ kinh vân cũng phải trả giá không rẻ, bộ kinh vân thân thể đã bị thương giờ lại bị một trọng cước thân bất do kỳ văng đi. Bên dưới rừng trông thân trúc chỉ trực chờ đoạt mạng, ngay lúc này có một bóng người lao tới đỡ lấy anh ta. Là kẻ nào đến phá? Vô danh thì ra ngươi vẫn chưa chết. Thật không ngờ hỏa lang cả ngươi cũng cùng cứu ra. Chiêu hoàn mỹ này của trẫm từ khi luyện thành chưa từng sử ra, do vậy khi hành chiêu khó tránh khỏi có sai sót, bộ kinh vân hôm nay có thể phá được chiêu này có lẽ là do may mắn. Nhưng nếu hai ta hôm nay tỉ thí thì trẫm sẽ rút kinh nghiệm lần trước, ngươi sẽ không có may mắn nữa đâu. Tôi biết, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có được may mắn từ tay ông. Ta và ngươi đều là cao thủ đệ nhất, cuộc chiến khi xảy ra ta chỉ e rằng. Nếu đã không thể tránh cớ sao không để cho nó xảy ra. Thiên hoàng bị hao tổn nguyên khí lại đang bị thương, vô danh thấy công lực của ông ta chưa hồi phục nên khó có sự công bằng. Nhưng vẫn còn một cách tỉ thí công bằng khác, một cách siêu phàm thoát tục. Thiên hoàng liền cầm lấy kéo, ông ta còn là một nghệ nhân cắm hoa, chiêu hoàn mỹ cũng từ sự lưỡng toàn chi mỹ của nghệ thuật này mà ra. Lần này lấy hoa phân cao thấp, vô danh tuy không hiểu về hoa nghệ nhưng cũng biết thiên hoàng cắm hoa ẩn chứa rất nhiều ảo diệu võ học. Tay ông ta thoăn thoắt sử kéo như bay. Bố cục hoa rất chặt chẽ, màu sắc rực rỡ tựa như một tuyệt chiêu vô khuyết. Vô danh chăm chú dõi mắt theo từng cử chỉ của thiên hoàng. Sương đêm buông xuống dày đặc, bốn phía im lặng như tờ, có ai ngờ được trong giờ phút này lại có hai đại cao thủ đang quyết đấu. Bồn hoa lúc này đã sắp hoàn thành. Bất giác ngay lúc này vô danh ra tay. Ông ta chỉ cắm một cành hoa xuyên qua lưới kéo nghiêm mật của thiên hoàng vào một vị trí trên bồn hoa. Thiên hoàng thất sắc kinh ngạc hoảng hốt vô cùng. Vì cành hoa trên tay ông ta không còn chỗ nào lý tưởng để cắm nữa. Vì nếu cắm tiếp chỉ làm phá vỡ bố cục của nó. Bộ kinh vân thắng được ông không phải là do may mắn. Làm sao có thể, chiêu này làm sao lại có khuyết điểm.
thế gian này chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Nếu một người thật sự theo đuổi sự hoàn mỹ thì khó tránh khỏi sự cố chấp quá đáng. Ông chỉ chú trọng sự hoàn mỹ, bưng biết khuyết điểm nên sẽ lộ ra sơ hở, Bộ Kinh Vân đã thắng ông bằng cách đó. Võ học và trí tuệ mà ông hằng tự phụ đã thất bại, trở về đi để mọi người sống chan hòa với nhau. Lời nói của Vô Danh như sét đánh ngang tai Thiên Hoàng. Nói xong Vô Danh đứng dậy bỏ đi. Chủ nhân không sao thì tốt rồi. Khi ba người bỏ đi chỉ còn lại một mình Thiên Hoàng ngồi trong tiểu đình. Bộ Kinh Vân lo lắng hỏi Vô Danh. Không sợ lão quay lại sao? Một con mãnh hổ khi mất đi trí tuệ và võ nghệ thì còn mặt mũi nào để mà trở về. Lúc này bên trong tiểu đình, một bóng người đã từng nắm cả thế cục thân hình gập xuống, một dòng máu chảy ra từ người ông ta đã có quyết định của mình. Một người cố chấp nếu không tự tìm lối thoát cho mình thì cuối cùng chỉ có một con đường không thể đi mà thôi. Tại một trấn nhỏ, lúc này có một đám trẻ đang chơi đùa. He he, đệ đệ đi nhặt bóng. Bỗng một cảm giác sợ hãi khiến thằng bé và con chó dừng lại. Một bóng người ngồi bệt xuống đất trầm mặc như tượng. Nhưng khi quả bóng lăn tới anh ta đã đưa tay giữ lại. Ca ca có thể trả bóng cho đệ không? Anh ta không trả lời mà bàn tay như vô thức giỡn với trái bóng. Này trả bóng lại cho nó. Bất chợt trái bóng rời tay lăn đi, đứa trẻ thấy vậy liền chạy theo nhặt. Thấy thái độ của Nhiếp Phong người đàn ông bực tức hùng hổ sân đến. Muốn chết hử? Nhiếp Phong không còn im lặng mà nói hai chữ, buông tay. Bất chợt đứa bé bị trượt chân té nhào. Cùng lúc đó người đàn ông tung nắm đấm đánh vào Nhiếp Phong. Để bố dạy cho mày một bài học. Ủa, người đâu rồi? Thì ra Nhiếp Phong đã chuyển thân đi đỡ lấy đứa bé. Người đàn ông tiếp tục lao theo không chịu buông tha cho Nhiếp Phong. Ê mày buông tay nó ra. Hắn ta tiếp tục tung quyền đánh Nhiếp Phong, nhưng thiên hạ được mấy người làm được, bàn tay của Nhiếp Phong đã chộp lấy. Tiếp đó là một cảm giác đau đớn khắp người. Chính ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Phong dừng tay lại, đừng làm hại người khác. To be continued.